Tại sao nhiều nhà nhất quyết muốn đẻ con gái? Hãy cùng đến với tình huống sau đây. Rồi, như vậy là một cô bé cởi áo rồi. Rồi. Chưa. Đấy. Như vậy là cô con gái rượu là thấy bố đang ngủ trên một cái bàn bếp. Đấy, đi vào thì đã cởi chiếc áo khoác của mình và trùm lên cho bố. Hãy cùng xem ông bố phản ứng như thế nào nhá. Tại sao lại phải đẻ con gái này như vậy đấy? Ôi trời ơi, thế nào thế? Dậy tự nhiên thấy áo trùm trên người chưa? Ấm lòng làm sao? Đấy, cũng con gái bố khác nha. Đấy, tình cả ngủ luôn. Thế này thì làm sao mà mệt mỏi được đúng không? Làm đi, dậy làm việc đi. Và để ủng hộ những video mới thì đừng quên click vào đây xem, cũng như đăng ký kênh để ủng hộ nha. Kênh Tô Tin Tức. Xin chào.